sân khách đó, rồi mã tấu, mang mã tấu đi. Để thay động cái. Hello, hiện tại là mình đang tại trường tiểu học Võ Thị Sáu cùng với lại là nhà dục dưới rồi. Phía sau mình có Thơ Nguyễn. Có sao không bệnh? Có sao không? Và có một thứ bất ngờ đó là đây là cái ba lô của mình. Đây là cái ba lô của mình. Hai anh em đụng hàng nhau luôn. Hai anh em chơi cho đụng hẹn. Ghê không? Rồi, mãi là anh em nè. Mãi là anh em. Yeah. Không không, cái của em mới hơn nè. Đập cái em mới hơn, của anh nó sắp tàn rồi. Mà làm sao em tìm được cái này hay vậy? Em lên mạng, em lên live em kiếm thôi. Ủa hay vậy. Lấy nữa mà mặc cái áo này nữa là không ai nhận ra Tiểu Bà Bảo, không ai nhận ra Tiểu Bà Bảo luôn. Rồi, có sao? Mọi người ơi, vẫn ổn nha, vẫn ổn nha. Tại vì cái này là cái được tặng thôi nha mọi người, chứ không có tiền mua thật gấp. Cho nên là coi như là anh thi đền. Vừa 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 lên quay ở đây thôi rất. Quay muốn hồn luôn á, trời cảm thấy đau đau nhói con tim luôn á. Hay quá. Bây giờ thì mình quay một cái clip to to đi. Ok, làm một cái gì đó vui rồi. Anh thi em đi, anh có thể thực hiện thử thách vòng chân qua bóng một vòng được không? Được, rất dễ. Bóng của tôi và chớp chớp đây. Trả lại rồi. Cái này thì dễ quá, trong mơ em cũng làm được. Bây giờ anh phòng qua hai lần này. Ok, hai lần nha. Chơi luôn. Mấy anh em đang giật lại một lần nữa trước khi lát nữa sẽ biểu diễn trên sân khấu nha. Và mọi người cùng đón xem Thierry Sai và các đồng đội của mình trên sân khấu nha. Let's go. Me.
không? Sự kiện cả team về. Nắng nhờ? Nắng kinh khủng luôn. Cái nắng là miền Trung. Nắng là miền Trung quá kìa, nó rác. Dạ. Thế giờ về ăn trưa xong rồi chắc chiều tối ra làm chùm banh chứ sao? Tí mà có ra làm luôn. Đi đá banh, đi kiếm đá banh, đi kiếm sân đá banh. Ồ, trên đây cao hả, lầu 15. À, có sân banh kìa, kế sân tennis. Rồi, Long ơi, xuống làm trận banh Long ơi. Cho góc nhìn thứ nhất của Long chém, Long Ronaldo, Long BK, Long gì nữa? Long búa. Long Can Cute. Long búa anh. Chơi chứ. Chơi. Ra sân banh. Có dao rưa, dao rửa là Long lấy hết. Long búa, Long chém. Long mạch, Long mã tấu. Long mã tấu. Long mã tấu. Ừ, đá sân khách đó. Mã tấu, mày mã tấu đi. Long để động cái. Khởi động ghê. Chú cha. Khởi động gì không thấy được về luôn rồi. Khởi động này rồi đó. Giờ mình đã xuống đây đi một vòng quanh sân. À, lên sân rồi. Tới sân rồi. Áo đỏ, áo đỏ ít người hơn. Áo xanh. Ờ, giờ nói chuyện với ai vậy ta? Có thể cho bạn em à? Dạ, một bạn trong anh em đá xin vào đá được không? Dạ, được anh. Dạ, áo áo đỏ hả? Đeo cái dạ. Không sao đâu, thoải mái. Ok, ok. Vô sân thôi. Đá vị trí nào? Thay ai? Thay anh đó, đó cái gì bên kia. À biết, ok. Được, 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 em đá giữa, em đá giữa chưa? Ui, anh này có style mang giày độc đáo ta. Ê, ê, ê. Ê. Chạy chạy chạy. Ui. Chung, chung, chung. Ôi da. Đây là. Thôi nha. Chung, chung, chung. Anh, anh. Chung, chung. Anh được. Anh.
Anh trai. Có vẻ như là sân 7 ở đây mình có thể thấy là hai sân 5. Một sân 5 ở đây khá là rộng. Sân 5 ở đây nó rộng, cái đường biên ở đây qua đây là rất là dài. Chiều dài cũng rất là rộng nè. Hai sân 5 ghép lại thành một sân 7 đá ở đây nãy giờ. Và vẫn đá theo kiểu khung thành rất là rộng. Bên kia khung thành rất là rộng, đá theo kiểu khung thành mà thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn vẫn rất hay sử dụng. Đó, anh em có thể thấy là tạm kỳ là như thế này nha. Hai sân 5, sân 5 này rộng quá, rộng kinh khủng luôn. Long thì vẫn đang miệt mài cày giữa trong sân. Hey. Trời ơi. Tôi đây. Không vội nha. Thầy của anh ơi. Thầy của anh Trung ơi. Em đây. Tôi đây. Anh trai. Tôi quen chưa? Anh ơi! Trung! Chạy. Chung. Chạy. Em sau. Anh trai. Đúng
tất cả nhá. Ở đó học heo mà. Vào thế anh, vào thế, vào thế, vào thế, vào thế, vào thế. Anh Trung, Trung. Wow. Anh trai, anh trai. Chi, 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 chi. Tao nghĩ thấy chưa? Tôi quen chưa? À, cảm ơn mấy anh nha. À, cảm ơn mấy anh. Cảm ơn mấy anh nha. À, okay. À, tốt rồi anh. Anh, cảm ơn nha. Mấy anh em cảm ơn nha. À, cảm ơn mấy anh. Ok, ok, xong trận banh. Giờ đi về khách sạn, vô tình đi quen qua quán cà... bia hơi Hà Nội. Ông bầu FC. Thấy không? Sao này vậy? Đinh Thanh Trung. Cái này ai vậy? Phúc Phước. Trần Sinh hả? Thanh Trung. Thanh Trung đội trưởng Quảng Nam. Rồi Tờ Sinh. Tiến Sinh, Tiến Sinh. Tiến Sinh Công Phượng. Tiến Sinh. Rồi đây nè mấy ghê nè, Messi, Mbappé, Neymar. Ronaldo. Sao hôm nay đá sao? À, thứ nhất là giày rộng. Giày 42. Lòng không có mang giày đá banh theo. Nãy giờ đang mang đôi rộ của mình đó anh em ơi. Đế bằng á. Ờ, à, đế bằng. Bị trượt á. Bị trượt đúng không? Đấy, nhưng mà... nhưng mà giữ ghi bàn. Kiến tạo. Giữ kiến tạo. Đã vui. Ok, vui, vui, vui. Vui nha. Mà mệt không? À, cũng mệt, mình không khởi động á. Chạy mà đá luôn. Nhảy vô quất luôn. Ok, đó, anh em thấy Long chém Long Ronaldo đã hay không? Hay thì nhớ like đăng ký kênh nha. Ok, mua. Giờ đã có đội khác đang đá dưới rồi. Đẹp ha. Hồi nãy mà ra trễ xíu là lại đá với đội này. Ok, một trận thi đấu cũng khá ok của Long. Long chém. Chém. Long búa. Long búa. Long mã tấu. Long rìu. Nãy khởi động ghê quá, không biết sao. Mình sẽ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ở đây một đêm và sáng hôm sau sẽ tạm biệt Tam Kỳ để trở về thành phố Hồ Chí Minh với những công việc khác. Và như thường lệ, anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.